Nay đi mua đất mà bị anh cò đất, anh lừa, anh kêu vô miếng đất quy dính quy hoạch. Mình kêu mình không mua, ảnh cứ ảnh dụ mình, ảnh hỏi mình sao biết đất quy hoạch mà hay dữ vậy. Thì đây mình vô cái vấn đề nè. Đây mình đang tải cái app của Đồng Nai Lead nè, các bạn thấy không? App này của Đồng Nai Lead nè, là của Đồng Nai, cái này của thành phố Hồ Chí Minh nè, cái này của Bình Dương nè, bấm vô cái biết quy hoạch hay không. Ví dụ như số tờ nè, số tờ, số thửa, bấm nhập vô số tờ vô là biết liền cái gì. Còn máy là vậy nè, đấy bấm home. Đấy, bấm cái này. Ví dụ thành phố Biên Hòa đi chẳng hạn, đấy phường Tân Phong này, đấy Tân Phong đấy. Ví dụ bấm vô à, bấm vô đấy, nó hiện ra nè, trời, một loạt quy hoạch luôn, nhìn là biết luôn nè. Các bạn nào mà không biết quy hoạch hay cũng cần nhìn mình giúp đỡ á, mình chỉ cho, đây miễn phí luôn nha các bạn. Trời, ví dụ như mình nhìn vô đây mình biết là nguyên cái đất này, nguyên đám này đất dự án là nó chia lô và nó bán nè, các bạn thấy không? Đây gọi là đất dự án nè. Trời, nhìn nè, đất phát triển thương mại dịch vụ, nhìn vô biết quy hoạch là cỡ đó mà bị lừa.